Chào cả nhà, mình rất vui khi cả nhà quay trở lại cùng trải nghiệm với mình chuyến thăm 7 ngày hôm nay cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ tới cái luồng 7 huyền thoại của mình nha cả nhà. Hôm nay mình thăm tổng cộng là 20 cái 7 rắn. Cả nhà biết sao mình cho rằng là đây là cái điểm huyền thoại của mình không? Bởi vì ở đây đó cả nhà. Thì ở đây là cái điểm này là mình hồi mình mới ra cái nghề bể rắn á, là mình xuống cái điểm này là điểm lần đầu tiên mình xuống luôn, xuống thì mình để tới nay thì mình không có dời, thì nó cũng còn dính lai gai, cứ mình để hoài luôn, để từ hồi mà mình mới xuống bẫy tới nay luôn á cả nhà. Thì mình tự cho nó là cái bẫy luồng bẫy huyền thoại của mình luôn á, chứ không có gì mới lạ nghe cả nhà. Cái chỗ này cả nhà nhớ không, cái chỗ này là lúc trước là mình dính một con hổ dện 1,8 kg luôn cả nhà, dính con hổ dện 1,8 kg luôn á. Chuyến sau ở nhà biết không, chuyến sau mình thăm thì nó bị mất bẫy rồi phải không, mất bẫy rồi cái mình để đâu mấy ngày nữa, mình tức quá mình để mấy ngày mình không có đặt lại á. Cái một hai chuyến thăm sau cái mình đem cái bẫy vô mình đặt lại mình thăm thêm lần nữa rồi mất nữa cả nhà, rồi hôm nay mình không có đặt cái điểm này nữa, điểm này là mất hai cái bẫy của mình luôn á. Chỗ này dính con hổ dện 1,8 kg nè, là bị mất hết hai cái bẫy anh. Rồi hôm nay mình không có đặt đây, thì mình đặt ở phía sau cái lùm này, bỏ cái lùm này qua và phía sau đó. Chỗ này mình có đặt một cái cả nhà. Rồi để mình giới thiệu sơ qua cái đồ nghề của mình cho cả nhà xem nha. Thì đơn giản đồ nghề hôm nay của mình đó cả nhà. Thì đây là cái chân máy nha. Chân máy. Bao tay với cây cùi móc. Hai cái bẫy xe cua cả nhà ơi. Ở dưới này thì khoảng 12 con chuột gì đó cả nhà. Chuột này thì mình mua nay cũng lâu rồi, còn ít con, với lại mình đặt cặp chuột hôm nay mình dồn tồn dồn vô á. Này hai cái bẫy xe cua. Còn cái này thì con này con rắn hổ ngựa cả nhà. Con rắn này thì chuyến trước mình thăm á, mình cũng chưa có bán nè. Mình bỏ túi tới nay nè, mình chưa có bán nè. Đây con hổ ngựa, con này khoảng 7 lạng có nha cả nhà. Ở dưới thì thêm một cái túi với lại lúa đó. Thì đơn giản hôm nay mình đồ nghề của mình là vậy thôi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng hướng mắt về màn hình, cùng trải nghiệm chuyến thăm 7 ngày hôm nay với mình luôn nha cả nhà. Rồi let's go thôi nè. Đây thì nói chung thì mình tóm tắt lại là chung một cái luồng bẫy, nhưng mà mình đặt cũng tùm lum điểm hết trơn cả nhà, thì gần nhau vậy đó. Rồi cho nói chuyện không, bỏ cái cây cùi móc ở chỗ nãy mình giới thiệu đồ nghề cho cả nhà xem, bỏ cùi móc đẳng luôn. Ôi mới dịch ra thấy có hàng cả nhà, như có em hổ hành hay gì nè, nhỏ đó, thấy cái lú cái đuôi kìa nè. Đây cả nhà, thì không biết cả nhà nhìn thấy rõ không, rất là khó quay ha. Nhỏ à cả nhà, chứ không có bự đó cả nhà, thấy không? Trời ơi thấy mà ưa máu không cả nhà, kẹt ngang hông luôn. Trời ơi dính thứ gì đâu không, chừng 2 lạng hả cả nhà, 2 lạng. Cái này mà nó vô nó nở không nào, nó sướng chuột của mình luôn trời, sướng chuột có tiêu rồi. Rồi mình ốp máy mình xử cái này luôn cả nhà, rồi tới cái tiếp mình quay cả nhà xem nha. Cái này kỳ gọi á, mình dính con hổ hành khoảng 5 lạng mấy á cả nhà. Cá trong điểm luôn đây nè, lấy thêm bịch lúa, có gì mình bỏ lúa vô luôn. Chuyến rồi dính em là 5 lạng mấy á, gần vô nhất chứ chưa vô nhất cả nhà, 6 lạng mới vô nhất.
vô đây nặng cái coi. Nó nhẹ phảo phao luôn. Em chuột ra chào luôn nè, phát lương cho em nó luôn. Xuống dưới đây cái này là nó, cái này là cái mình tin tưởng nhất luôn ha cả nhà. Cái này là tin tưởng nhất luôn. Cái này lúc trước mình đặt bên đó đó. Lúc trước là mình đặt bên đó đó. Mình chạy nền qua đây nè. Còn chuột luôn cả nhà. Nặng cái trời, nhẹ phải không? Còn chuột luôn. Chỗ nào quá rồi ta? Đây gì? Chỗ nào quá? Chuột luôn. Sớm giờ mình thăm cũng 5-6 cái cả nhà. Chống phọc à. Cặp cái vách, cặp cái vách tường này mình có 1 cái nha. Đi một hơi một luôn. Cũng như là sáng bỏ hàng cái đầu tiên. Có hàng là mấy cái sao Trung Quốc luôn. Mới kéo ra thấy con chuột nó chạy. Ý con gắn mối chứ không chuột. Bảy dính gắn mối. Bảy gắn dính gắn mối. Đặt bảy dính gắn mối dính gắn. Đau quá. Chết bớt luôn. Cái vách tường này. Cặp vách tường mình có mình đó cái. Cái bẫy này là mình sử dụng cái bẫy gắn mối cả nhà. Trong cái bẫy gắn mối loại lớn của mình. Mình hai cái mình câu vô một cái. Mình đặt đại. Cái bẫy này thì mình đặt mồi gắn mối. Rồi ta. Rồi đi hốt cái bẫy nha. Có hàng luôn cả nhà ơi, có hàng luôn. Ôi nhà coi nè, có phân nó nè cả nhà, nó ịt sao ra tới đây luôn nè. Ồ có hàng nha, có hổ hành thấy nhỏ mà sao nặng ta. Hổ hành thấy thấy nó nhỏ quá mà sao mà cũng hơi nặng đó. Ôi hai con luôn, con gắn lãi nè, ghê chứ. Con gắn lãi nè cả nhà. Đây thả ra cho cả nhà xem luôn. Hai con luôn. Cái bẫy này là cái bẫy gắn mối của mình đó. Mình nối hai cái lại, mình nối lại. Cái dấu nối ngay đây nè cả nhà. Nối hai cái là mình đặt. Tại vì cái bẫy này á, mình không có đặt cái mối nữa. Mình đặt cái mối, mình đặt bằng cái bẫy kia.
gắn lãi cỡ này là bự rồi đó cả nhà. Ấy là lừa không nghe nhỉ. Hai em cả nhà. Hai em mini. Sáng giờ tính ra dính hàng mini không cả nhà. Dính hàng mini không, gắn nít không. Cuối cùng em cũng khủng. Lại là mini nữa. Trời ơi, ngày nay là ngày gì đâu mà dính hàng mini không. Này cái bẫy đó nữa nghe cả nhà, này phân đó nè. Quá trời phân luôn nè. Ỉa đầy hết trơn luôn rồi, hàng mini không. Sáng giờ chưa dính em nào ra hồn chân cả nhà. Trời ơi. Tuyệt vời luôn. Ê, còn một cái cuối cùng ở điểm này luôn nha cả nhà. Đặt giữa ngoài cái đồng này chỉ duy nhất chỉ có một cái ngoài này. Nói chung thì mình tóm tắt lại là một luồng bẫy thôi, nhưng mà nó nhiều điểm chia ra tẻ ra vậy đó cả nhà. Cách xa khoảng vài trăm mét, cây số. Đặt khi đặt một cái, khi hai cái, khi nguyên một dây đặt 4-5 cái cũng không chừng. Nhưng mà mình tóm tắt lại là một luồng một. Mình cho rằng là cái luồng bẫy này á là cái luồng bẫy quyền thoại của mình nghe. Thì nó cũng không có đặc điểm gì. Chỉ là mình đặt lâu quá rồi thì mình kêu nó là quyền thoại thôi, chứ không có đặc điểm gì mới lạ cả nha. Chỗ nào ta? Nào ta? Hy vọng có hàng không khủng rồi. Trời, sáng giờ gì đâu mà mini không à. Kéo ra thấy là nhẹ phao, là thấy rồi luôn rồi. Còn chuột luôn đó nha. Bò nó dí mình cả nhà. Đang mệt mà dí thì chạy không kịp luôn. Ở ngay góc này mình có cái cả nhà. Cái này chỉ còn dính con dện nhỏ bị chạc đầu chết này. Cái này sao đây? Rồi, nhẹ hoao luôn. Nẻ dữ vậy trời. Còn chuột luôn.
cái bàn mình đẩy ra kỹ lắm rồi, sao kỹ ta. Cái bàn này đây. Đẩy ra đây, nhẹ phao luôn. Lâu vô sao đóng gác ở đây luôn. Còn chuột ở đây. Còn chuột luôn. Cái chuyện thiệt chứ. Nó dí mình quá trời quá không phải nha. Trời ơi. Rồi rồi luôn đó nha. Bữa nay là ngày gì được không? Lại là hàng mini nữa. Chán thiệt chứ. Trời ơi dính con hổ ngựa thế. Tới con chuyện luôn. Cái này cái nha. Trời ơi con gắn này. Tới con gắn luôn. Sáng giờ tính là dính 5-6 em hàng mini không. Hy vọng kiếm một con khủng khủng cho cả nhà xem cho nó sướng sướng mà không có. Rồi không thấy con khủng gì hết. Còn chuột luôn. Số này là cái cuối cùng luôn cả nhà. Cái này là kết thúc luôn. Trời ơi sáng giờ tin là mini không luôn. Kiếm con hàng khủng khủng không ra luôn á trời. Tối quá cả nhà. Trời ơi, nó nhẹ như cái bong bóng. Xong luôn. Để lại luôn cả nhà. Rồi cả nhà kết thúc video luôn cả nhà. Thành quả của mình là sáng giờ là trên 2 kg cả nhà, 2 kg ngoài vậy đó. Toàn là hàng mini không à. Đâu 4-5 con hổ hành, 2 con hổ ngựa, 1 con gắn lãi nhỏ cả nhà. Chắc cũng đủ chi phí chuột với xăng dầu cả nhà. Rồi video mình kết thúc ở đây. Cũng cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian của mình ra để cùng đồng hành với mình trong chuyến bảy ngày hôm nay nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Bye bye.